Mình xin chào các bạn một ngày mới thật vui vẻ nha. Sau đây xin mời các bạn theo mình nhá. Đây xe mình đẩy đây. Bên dưới này mình đánh hai cái nhá các bạn. Dưới này mình đánh hai cái. Đây các bạn thấy ào đẹp. Ào quá đẹp nha các bạn. Cái đầu tiên nhé các bạn, chuẩn bị cái đầu tiên. À quá đẹp nha các bạn. Dưới mình đánh cái với trụng của máy các bạn thông cảm nha. Dưới mình đánh cái nha các bạn. Cùng cơ động. Đồ một con nha các bạn đây. Cái lũ này to quá này. Bạn nhìn lươn nó loạt đấy, được một con, được con lươn to phết nha các bạn. Phía trước này mình đánh cái phố này, đánh cái nha các bạn. Cái hố bèo này đánh rất hay được nha bạn, không biết là này có được nước cạn đường còn bé bé nha các bạn. Này mình đặt trên này cho đúng bé bé đường một con như bé nha bạn. Mình sẽ đến để điểm tiếp, mình quay cho các bạn xem điểm tiếp nằm bên dưới bên trước nha các bạn. Hôm nay mình đánh cái tuyến này nó bị cạn nước nha các bạn. Nước nó hơi kém. Đánh thì cũng được rồi. Nhưng mà là không được nhiều nha các bạn. Cũng xịt mất mấy cái rồi. Quả nước còn có được này nữa cạn nhé. Đây chỗ này mình đánh cái nha bạn, chỗ này mình đánh cái không được nha bạn, không được hai ba con ba bốn con. Ba con gòn nha bạn, địa điểm này đánh ba cái. Mình đang tìm hôm qua không biết mình dí ở đâu vào đây. Đợi nha bạn. Đây cái tiếp theo là nằm đây. Nằm bên dưới này nha bạn. Cái này được tiếp nha bạn. Cái này được hai con nhưng mà nó không to. Cái này không to. Còn một cái nữa nha bạn. Nó có sóng tỏ rất đẹp nha. Tỏ rất đẹp luôn. Rồi quay chi tiết cho bạn nha. Chắc cỏ cực đẹp mình đấy, như thế là cỏ nha các bạn. Đấy cỏ. Cái này mình đánh cái. Không có được. Ông được rồi. Lươn đấy, lươn nha bạn. Đấy xe mã trình nhiều giờ nên xe lên xe nha bạn. Đấy xe mã trình mờ mờ gì này
đến địa điểm tiếp mình quay cho các bạn xem nha. Cái tiếp theo nha các bạn, đây cái tiếp theo là mấy hố rồi các bạn nhớ hố hôm trước mình quay không nhỉ? Đấy hố đấy, hố rộng rộng này mình đánh cái nha các bạn. Cũng rộng này mình đánh cái, các bạn thông cảm mình vừa trụng vào máy. Đây nó nằm ở đây nha các bạn, nằm ở đây, nằm vào đây bãi bới chè nha các bạn. Với chè ngầm rồi, với chè ngầm, người ta ngầm. Ây, sao? Ôi, thủng đít rồi bạn ơi. Thủng đít ra rồi. Đít ngay là ra. Mất mồi, không có tí mồi là ra. Cái này, đây là thủng đít nha các bạn. Ý, chán nhỉ. Mình sẽ đến cái bãi kia mình sẽ quay cho các bạn xem. Bãi đấy nè, bãi đấy là mình đánh một cái nha các bạn. Dưới nha các bạn. Cạn nước. Cạn nước nè. Ui, xấu quá. Quả quán này xấu quá. Đây các bạn, đánh cắt như thế này. Ui giời, xấu quá. Cắt nước các bạn bảo được không? Đấy, luôn là đó nha. Đấy, có 3-4 con luôn. Ui giời, xấu quá. Hết. Ui giời. Giờ mình sẽ xuôi theo cái sóng này nha các bạn. Bên dưới này lại còn 3 cái nữa, đoạn mình quay cho các bạn xem. Còn 3 cái này nữa nha các bạn. Vẫn ở cái sóng này đây, các bạn nhìn này. Quần, bẩn. Vẫn bùn nha các bạn. Vẫn bùn. Vẫn theo cái sóng đây nha các bạn. Ở đây thì các bạn đánh yên tâm, dùng nó người ta lấy, chả ai lấy. Lươn này to hơn hôm qua nha các bạn. Đớp nhỉ. Tất đang đài nha các bạn. Khu này đánh 3 cái. Ông muốn hỏi nha các bạn. Đây, ông muốn hỏi này. Đấy. Mà mời nha các bạn. Xem ra. Cái được nha. 3-4 con. Ôi giời, ngã nha. Ui giời. Trườn quá. Bài này khó đi quá. Các bạn thông cảm nha, mình vừa ngã rồi. Không biết là nó bạn làm sao. Kìa. Kìa các bạn. Ống nó hở kìa. Vớt thử nào. Bay này xấu lắm. Mình đi vớt theo kéo lại. Hai con nha các bạn. Cái này được 2 con, cái này được 3-4 con. Đây, sóng đẹp này mà. Đây, cho bạn xem. Còn một cái ở điểm này nữa nha.
điểm nó làm ở đây nha. Ui giời ơi, may là mình mấy sầu mở chui bài chui lắm nha các bạn, không cái này được. Đây xịt xịt à, cái đường, cái đường một con. Đấy. Một con, một con. Mình sẽ đi để đếm cao mình quay cho các bạn xem nha. Tuyến này còn 3 cái cuối cùng nha các bạn. Tuyến này còn 3 cái cuối cùng. Hôm nay mình đánh ít hơn hôm qua chục cái, nhưng vẫn được bình thường nha các bạn. Tất nhiên đánh mùa này nó không nhiều chứ còn vẫn được bình thường. Nươn nay to hơn nươn hôm qua nha các bạn. Bên dưới mình đánh cái. Chiều nay mình quay cái clip đá bóng, các cháu đá bóng nha các bạn. Đặng nào thì mình cũng đưa thằng cu nhà mình đi đá bóng. Bạn nào muốn xem đá bóng thì vào cái kênh bóng đá học đường ủng hộ cho mình nhá. Bên dưới này mình đánh cái nha các bạn. Theo tủ mất rồi. Tủm thật nha các bạn. Tủm thật, hôm qua mình đánh nữa nó hơi lồng lồng này. Đây đây. Cái này tủm. Cái trên nườn nha các bạn. Đây, trên nườn. Chết hai bà con luôn. Biết ngay mẹ. Chết to rồi các bạn. Đây, mình quay, mình lên đây mình chút cho các bạn xem nha, nườn chết nha. Nó bị tổm nha các bạn. Tức quá. Qua đánh nước nó cạn. Hôm nay nước nó lại đầy thêm nha các bạn. Đây. Chết một con nha các bạn. Ống người được một con. Bỏ nha các bạn, không lấy. Mình đang nói chuyện giáo vào đặng nào thì mình cũng đưa thằng cu đi tập đá bóng nha các bạn. Các bạn nào muốn xem thì vào kênh bóng đá của học đường ủng hộ cho mình nha. Đặng nào thì cháu cũng đi tập. Và hôm nay xem mình sẽ quay những các trận đấu giải và các cầu thủ tập luyện nha các bạn. Thể lực nha các bạn. Tập luyện thể lực và là đấu. Cái hố này mình đánh hai cái, còn hai cái này nữa là cái hố này mình đánh hai cái nha các bạn. Hai cái này nữa là kết thúc. Đằng nào thì mình cũng đưa cháu có đi. Cháu ở bên trường năng khiếu của tỉnh nha các bạn. Ôi giời, chả đưa được. Cái xịt nha các bạn. Còn một cái cuối cùng nữa. Còn cái cuối cùng nha các bạn. Trời hôm nay nó quang hơn hôm qua một chút rồi. Hôm nay thì lắm nha các bạn. Đây cái cuối cùng nó nằm ở đấy, cái vết cỏ cỏ đấy nha các bạn. Thí ngay ạ. Chả có được à, cái hố này đánh hôm nay một cái thì xịt. Một cái thì chết. Sặc nước chết mỗi một con. Còn cái này chả biết có được con nào. Tuyến này ba cái xịt tất nha các bạn. Một cái chết. Coi như tính xịt. Bạn mình về mình quay cho bạn xem nhá. Xe mình trên này vớt hết rồi.
mình chạm vào máy nha, mong các bạn thông cảm. Mình về nhà nha các bạn, mình về nhà đây mình cho các bạn xem, mình sẽ đặt đây mình quay cho các bạn xem nha. Ba con nha bạn. Một con nha bạn. Một con. Ba bốn con, lừa nó nhỏ nha bạn. Phải quẩn. Ba cái cuối cùng xịt tất nha bạn. Một cái nó bị ngập, bỏ luôn. Còn cái này thì nó lại mất đít nha bạn. Đấy, thế là nguyên thế là ra bốn cái rồi. Chặt quá cái này, xịt chục cái, ui bốn năm con, năm sáu con, một con bé quá. Ba con, nó chả to nha. Một con. Hai con. Hai bà con. Hai bà con. Thế là thịt nhiều nha bạn. Đấy, đây. Ba này tiếp rồi. Bốn này. Năm cái. Thế là chục cái luôn. Còn cái ống này nhìn to quá ấy, ui giời mất vía đây là không bay đấy, không còn luôn nha bạn. Ba bốn con, ống này này đầy đầy nặng nặng nha bạn, đầy đầy nặng nặng. Ui hai con, chết mất một con nha bạn. Lâu lắm rồi lại được con luôn này. To nha bạn. Luôn to.
còn hai à còn trưa mình tranh thủ mình đi bắt rắn nhau ạ. Trưa mình tranh thủ mình đi bắt rắn, chiều mình quay đá bóng, mình không có cho lên cái kênh này nữa nha các bạn, mà mình cho lên cái kênh bóng đá cũng được, mong các bạn vào ủng hộ cho mình nhá. Một con chết nha các bạn, con này chết. Ông người lặng tay nha các bạn. Ba bốn con. Hai con nhá các bạn. Một con hết rồi nhá các bạn, hết rồi. Mình cho bạn xem hai con chết chết toi các bạn. Mình đánh ít thì được ít nhá các bạn. Thế còn đời ống mình đánh thế này nó chỉ 40 cái kia vẫn còn kìa. Thế đời ba cái này xịt. Mình lại xin chào các bạn nha, hẹn các bạn những clip tiếp theo nha các bạn. Mình xin chào nhá.